chào tất cả các bạn đang đến với kênh của Lan Casey. Bây giờ mình đi vô trong siêu thị và mình mua một ít quà để làm quà cho mọi người. Mình sẽ quay ra camera trước cho các bạn xem. Dù quay ra đằng trước nhưng vẫn thấy Loan Henzi hi hi. Hi, xin chào. Hi, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình đây, mình là Loan Henzi. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn hai cái bịch bánh snack này. Hai bịch bánh này Henzi mua ở siêu thị á. Thật ra lâu lắm rồi á, mình cũng không có ăn snack nữa. Chắc cũng phải mấy năm rồi ta, 3 năm, 4 năm gì rồi á, là nói chung là lâu lắm rồi mình chưa ăn snack luôn. Nên là hôm nay quyết định thử review hai cái loại bánh này. Hai loại bánh này là cùng một loại. Ơi, loại này là loại snack bắp 4 lớp. Ủa, hai cái đều 4 lớp mà. Cái này là cái này là 4 vị phô mai, còn cái này là sốt sriracha vị cay. Hai cái này cùng một hiệu nhưng mà khác vị nhau. Bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng Lai Hansi đến cái phần đập bịch đi. Mình sẽ mở bịch này trước đi. Mở cái bịch này trước. Úi ui ui ui, sao mở không có ra ta. Thôi mình xé đi cho nó nhanh. Thôi mình cắn đi. Thôi mình xé cho nó nhanh. Thôi mình cắn đi. Thơm phết. Thơm phết. Thơm phết. Ủa, nhưng mà sao ở trong này nó có tí xíu sặc quá. Cái mùi muối này làm cho mình sặc quá. À, mọi người ơi, ở trong cái bịch này nó chỉ có một chút xíu này thôi. Hình như bịch này mình nhớ không nhầm là bao nhiêu tiền ta? 10.000 hả? À, lục 4.000. Bịch này có 4.000 thôi. 4 lớp luôn á, đúng 4 lớp luôn á. Giống như ở cái ngoài hình này người ta để luôn nè. Mình sẽ ăn thử. Ngon thật. Thật luôn á, ngon lắm luôn á. Đến cái mức độ mà mình chỉ muốn ăn hoài. Ngon lắm luôn á. Đáng lẽ là ăn một miếng rồi sau đó là review cho các bạn nghe thử cái mùi vị như thế nào. Ăn một miếng không có đủ ngấm vị luôn. Cái này là vị phô mai. Nên là khi ăn mình có cảm giác phô mai nhiều, vị mặn với vị ngọt á hả. Mà mặn ngọt ngọt cũng nhẹ thôi, cứ không có. Không có làm sao ra. Nói chung là ngon lắm. Bịch này có 4.000 ở trong siêu thị á. Ơi à, mình phải mở cái bịch tiếp theo nha. Xé bịch này. Úi. Bịch này xé dễ hơn bịch hồi nãy. À, cái mùi này gần giống mùi bánh Oshikai. Oshikai của hồi xưa, không biết các bạn có biết loại bánh đó không ta. Cũng được có chút xíu à, cũng là 4 lớp luôn á. Bây giờ mình sẽ ăn thử 1, 2, 3, 4 lớp. Cay thật đó mọi người. Cay thật sự luôn á. Mấy cái này nó bị vụn ra hay sao á. Nhưng mà nó có thơm cái mùi gì á. Giống như cái tên sốt ở bên nè. Nó có thơm cái mùi gì á. Thơm lắm luôn, cái mùi thơm ơi là thơm. Nhưng mà cay nhiều. Cay nhiều quá, ăn miếng mình không có cảm nhận được cái vị của nó ra sao luôn. Vị mặn nhiều hơn vị ngọt. Nói chung là hai loại này ngon lắm.
Mình nghĩ là các bạn xém nữa đổ ra ngoài làng bay luôn một bạn. Mình nghĩ là các bạn nên thử nha, ngon lắm luôn á. Các bạn nên thử, hai vị vị nào cũng ngon hết trơn á. Mấy điểm ta, thang điểm mùi hả? Cho luôn 10 điểm. Ngon lắm mà, một bịch như vậy chỉ có 4.000 thôi, rất rất là rẻ, còn rẻ hơn cái bịch oxy cây nữa. Các bạn thử nha. À, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của Hensi. Bye bye.